thiết kế lắp đặt cửa cuốn kéo tay như thế nào sao cho đúng quy trình, chuẩn và đảm bảo an toàn. Đây là điều mà nhiều khách hàng quan tâm đến. Vừa muốn xem quy trình lắp để giám sát thợ lắp đặt, vừa có thêm kinh nghiệm để có thể tự mình lắp nếu có thể làm được. Video này, Quang Đo Hà Nội hướng dẫn chi tiết cách lắp cửa cuốn kéo tay đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Bước 1. Lắp dây và giá đỡ cửa cuốn. Khi chuẩn bị lắp dây cần chú ý quan tâm, chiều dài của dây phải lớn hơn hoặc bằng chiều dài cửa khoảng chừng 20cm, không tính phần chôn xuống nền nhà. Dây phải được cắt, xẻ rãnh và bắt tai hãm. Tai hãm phải bắt chặt vào dây trước khi lắp ráp dây vào khung cố định. Vị trí bắt tai hãm phải cách bụng của lô cuốn tối thiểu 10cm. Để cửa hoạt động vận hành êm ái, bảo đảm an toàn, thì lắp dây phải thật đúng chuẩn và chắc như đinh. Dùng dây dọi kiểm tra thử dây đã được lắp thẳng đứng hay chưa. Cần lắc mạnh dây xem có bị rung hay trật ra ngoài không. Khoảng cách giữa những điểm gia cố trên dây là 50-60cm. Khi lắp giá đỡ, thì mặt trên giá đỡ phải cách trần nhà lớn hơn hoặc bằng 25cm. Cách điểm bẻ cong của dây từ 18-25cm. Khoảng cách từ mặt trong giá đỡ đến đáy dây phải cách khoảng chừng tối đa 1cm. Bước 2. Lắp đặt nan cửa cuốn. Cần tiến hành lắp cửa cuốn tấm liên như sau. Lắp bộ dây rút chốt ly hợp trên động cơ. Lắp bộ gối đỡ. Nâng cửa lên và đặt trục cửa lên hai giá đỡ. Cân chỉnh và căng lò xo. Bước cuối cùng là kiểm tra và nghiệm thu công trình lắp đặt cửa cuốn. Quang Đo Hà Nội hoạt động trong lĩnh vực cung cấp cửa cuốn. Với việc nắm trong tay những mẫu sản phẩm cửa cuốn rất đa dạng, sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu khác nhau từ phía của người dùng. Quang Đo Hà Nội tự hào là đơn vị cung cấp cửa cuốn chính hãng, mang đến cho khách hàng những sản phẩm cửa cuốn chất lượng và có tính năng tốt nhất trên thị trường. Bạn muốn lắp đặt cửa cuốn nhanh chóng, giá rẻ, nhưng bạn e ngại các cửa hàng cung cấp dịch vụ kém uy tín khiến chất lượng công trình không đảm bảo tiêu chuẩn cao. Vậy hãy yên tâm liên hệ với công ty cửa cuốn Quang Đo Hà Nội. Chúng tôi cam kết đem đến cho bạn dòng sản phẩm chính hãng, được bảo hành dài hạn và quy trình thi công chuyên nghiệp nhất. Liên hệ với Quang Đo Hà Nội qua số hotline 0981 852 275 để được tư vấn lắp đặt cửa cuốn tầm liền một cách nhanh chóng.